Hello, xin lỗi quý anh chị. Lúc này tại vì tôi nói thao thao bất tuyệt nhưng mà tôi lại quên nhìn, không có nhìn cái screen đó. Thì không biết bây giờ nó nghe lại được chưa? Nghe rõ chưa? Hello, tôi nói nghe được không ạ? Hello, có nghe được không quý vị? Nghe ok hả? Ok, xin lỗi ha, xin lỗi quý anh chị. Ok, thì mình làm lại thôi. Hiện tại tôi đang ở một cái thành phố rất là nhỏ, một cái truck stop. Tức là một cái trạm xăng đó. Ở tiểu bang Florida, tại vì ngày mai tôi mới lấy hàng ở Georgia nên nó rất là rảnh rỗi. Hơn thế nữa thì nếu mà tôi không có làm những cái livestream như thế này thì tôi cũng mằng mò ở trên những cái trang Facebook, có thể là đùa giỡn với bạn bè, hoặc là đi đọc tin tức. Cái tính tôi thì tôi làm bất cứ cái gì, đi đâu tôi thì tôi thấy cái cảnh đẹp thì tôi muốn chụp lên tôi share lại. Anh quý vị nào muốn xem thì xem, thậm chí tôi đi uống cà phê tôi cũng có cái cảnh đẹp đẹp ở quán cà phê tôi cũng phốt lên. Chả có khoe gì cả nhưng mà tôi coi cái trang Facebook như là một cái trang nhật ký mở, thì mình có gì vui buồn hoặc là thì mình share cho bạn bè, những con người đồng cảm với mình thì họ vào, họ mặc dù chưa bao giờ gặp nhau nhưng mà có một cái lời chào, lời chúc hoặc là lời chia buồn, lời chia vui thì cũng là vui mà, phải không quý vị? Thì bởi vậy ngày hôm nay tôi đụng độ với ông Ngô Kỷ. Có nhiều quý anh chị nói rằng là thôi bỏ qua đi, đừng có nhọc nhằn với cái tên đó làm cái gì. Tôi rất là cảm ơn quý vị nhưng mà thú thật thì nó chẳng làm cho tôi bị tinh thần bấn loạn như thế nào cả. Thì cái cánh xe truck của tôi á, thì trước đây khi chưa có cái mạng cái smartphone, chưa có cái internet thì chúng tôi thường đi xe thì tôi đem theo tivi đầu máy. Thì đi đến đâu, ví dụ rảnh rỗi như thế này thì chạy vào ở trong cái shop trong kia, đi mua những đủ thứ phim, thậm chí phim séc để ra coi cuốn phim rồi nằm ngủ. Hoặc là trước khi đi đó thì đi quanh cái vùng Little Sài Gòn lượm 5-7 chục tờ gì báo tiếng Việt đó miễn phí đó, đem theo xe buồn buồn thì ngồi đọc coi cho nó cho mất thời gian. Thì bởi vậy những cái livestream này á, thì là nó không có bother, tức là nó không có làm tôi phải mất thời giờ gì cả. Hơn thế nữa thì có cái dịp để mình livestream để tâm sự với những cái người mình đồng cảm thì đó cũng là một cái điều vui. Tôi quan điểm như thế. Đương nhiên như tôi đã nói thì rằng là những cái đề tài kế này và những cái đề tài kế tiếp thì tôi cũng nói về nhân vật Ngô Kỷ. Thì cái nhân vật Ngô Kỷ này á, thì bốn mươi mấy năm qua ai cũng biết, ông Ngô Kỷ lúc nào cũng tự hào ông là Ngô Kỷ là quốc gia, là dân tộc, là chính nghĩa, là Việt Nam Cộng Hòa, là cờ vàng. Ai chống Ngô Kỷ, ai chống đối những cái việc làm của Ngô Kỷ là Việt gian, là cộng sản, là thành phần xấu, vân vân. Thì đó là chính cái lời ông Ngô Kỷ nói chứ không phải là tôi nói cho ông, tôi không đặt để cho ông. Và cũng có những cái người á, họ 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 trọng vọng ông Ngô Kỷ bằng cách này cách nọ thì họ lại tôn ông lên là ông là nhà đấu tranh, là chí là nhân sĩ, hoặc là một nhà truyền thông. Vâng, tùy theo quý vị nhận định. Nhưng mà đối với tôi á thì đối với tôi á những cái danh từ mà người ta dành cho Ngô Kỷ với là chính ông Ngô Kỷ từ vỗ ngực. Ngô Kỷ là quốc gia, là dân tộc, là chính nghĩa, là Việt Nam Cộng Hòa, là cờ vàng á. Ai chống lại việc làm của Ngô Kỷ là Việt gian, là cộng sản, là thành phần lịch sử xấu á, thì tôi rất là ngạc nhiên. Một người có một cái chiều dài bốn mươi mấy năm như thế, dám vỗ ngực ta đây là người như thế, nhưng mà lại có một cái trình độ nó rất là nhỏ nhem,
nó rất là bị ổi. Đó là quý vị, cách đây không có lâu tôi, bạn bè tôi họ chụp lại bên trang của ông Ngô Kỷ. Tôi chụp không được tại vì ông Ngô Kỷ ông đã block của tôi rồi. Thì bạn bè tôi, ông Ngô Kỷ phốt ra cái gì thì họ chụp lại cho tôi, cho thấy. Thì tôi cười thôi, tôi nói trời đất ơi, ông Ngô Kỷ làm những cái trò mèo này. Đối với tôi cái trò đó là trò mèo. Ông chụp lại cái hình của tôi, tức là thay vì tôi livestream ở trên này đó, thì quý vị biết rằng là tôi livestream ở Facebook, thì ai muốn share cái clip của tôi ấy, thì họ share. Nhưng mà ông chụp, tức là có anh em, những cái anh em ở bên Việt Vision đó, họ share lại thì ông chụp cái trang đó, để chứng tỏ, tức là ông lại gạt người, nhiều người khác, tức là gạt những cái người mà còn cả tin ông đó, rằng là tôi đang liên kết với cái trang Việt Vision, có nghĩa rằng là tôi là cộng sản. Ông muốn chụp mũ tôi cộng sản nhưng mà ông đang gạt người ta. Ông đang gạt quý vị đó. Một nhân sĩ mà gạt người như vậy hay sao? Muốn chụp mũ tôi đâu có sợ cái trò chụp mũ. Rồi á, ông lấy một cái hình nữa, tôi về Sài Gòn, tôi mua một cái mũ lưỡi trai. Tôi thấy đi chợ đêm ở Nha Trang, tôi thấy một cái mũ lưỡi trai may bằng vải jean, có ghi cái chữ phía trên này là Levi. Tôi đổi. Những cái ngày cuối cùng thì tôi chụp cái hình ở phía sau xa xa, cái background đó có một cái hình cờ đỏ sao vàng. Thì ông nói rằng là David Lee bây giờ là phía sau là có chụp hình có cờ đỏ sao vàng. Ok, có cờ đỏ sao vàng hay cờ vàng ba sọc đỏ thì sao? Tôi chưa bao giờ tôi mượn bất cứ một cái lá cờ nào để mà tôi tạo vỏ bọc cả, kể cả trước đây. Quý vị thấy trang Facebook nào tôi treo cái hình người lính Việt Nam Cộng Hòa và cái hình cờ vàng ba sọc đỏ hay không? Tôi không có treo. Tôi không có treo. Tại vì tôi trân trọng nó. Thú thật là tôi có trân trọng cái biểu tượng đó kể từ năm 1975 trở về trước. Tôi trân trọng những cái người lính đã từng, ok, đổ máu mất một phần thân thể ở đó. Tôi nhớ cách đây không có lâu tôi sinh hoạt trên mạng Paul Talk. Cái ngày cựu chiến binh, mọi người tưởng nhớ đến những cái người cựu chiến binh Hoa Kỳ và những cái người đồng minh, những người lính đồng minh đã từng tham chiến ở Việt Nam. Tôi không ngại, tôi đã lên tôi nói cái ngày hôm nay tôi tưởng nhớ những cái người quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những quân đội đồng minh đã hy sinh ở miền Nam Việt Nam, và đồng thời tôi cũng tưởng nhớ đến những cái người thanh niên rất là trẻ họ đã chết ở trên dãy Trường Sơn. Đối với tôi nghĩa tử là nghĩa tận, cho dù phía bên nào họ cũng là con người, và cái sự mất mát của họ là một cái điều không ai muốn, gia đình họ không muốn, cha mẹ vợ con họ không muốn. Tôi đã chia sẻ những điều đó cách đây mười mấy năm trời ở trên Thao Tóc, cho tôi sợ ai mà tôi không có ấy, tại vì đó là tôi, trong lòng tôi. Còn quý vị sao, kệ quý vị. Tôi trân trọng tất cả những cái thân xác của những cái người Việt Nam, bất cứ kể cả hai phía, họ chết vì cái cuộc chiến, họ hy sinh vì cái cuộc chiến. Tôi đâu có sợ. Sợ gì? Ok, tôi chưa có bao giờ tôi lạm dụng cái lá cờ đó, tại vì tôi sợ, ok, tôi sợ rằng là tôi có những cái việc làm không đúng đắn, đó là cái hành vi bôi nhọ cái biểu tượng đó. Tôi không muốn bôi nhọ những cái hy sinh của các chú các bác đó. Bởi vậy tôi không có treo. Bởi vậy á, ông Ngô Kỷ á, tôi coi hai cái lá cờ rất là bình thường. Tôi đâu có sợ. Nếu mà tôi sợ về á, tôi sợ nếu là chụp mũ về đó, tôi về Việt Nam sợ chụp mũ hôm vậy á, thì tôi về tôi giấu thì làm sao quý vị biết, những cái người chống cộng như Ngô Kỷ biết được. Thấy không? Nếu mà tôi ăn lương của Cộng sản á, nhận một cái sứ mạng gì của Cộng sản á, tôi sẽ giấu và tôi sẽ đóng vai tôi là một cái người đấu tranh Cộng sản hơn ai hết. Tôi sẽ cầm lá cờ vàng ba sọc đỏ hơn ai hết để cho những cái người chống cộng, đặc biệt là ở Little Sài Gòn, tung hô tôi. Tôi đi vào từng cái sào huyệt của quý vị để tôi nắm hết tất cả những cái việc làm của quý vị. Nếu tôi là Cộng sản, sự thật cái việc làm của đó của tôi không có khó.
Bởi vậy cái trò chụp mũ của ông Ngô Kỷ đối với tôi á, là tôi không ngờ một nhân sĩ, một người từng 42, 43 năm qua vuột ngực ta đây là người đấu tranh mà làm những cái việc, cái trò mèo như vậy. Thì tôi thấy tôi buồn cười cái trình độ một cái người như vậy mà lại lúc nào cũng vuột ngực ta đây để đi làm chuyện lớn, đi đòi giải phóng cho một cái dân tộc gồm 49, 94 triệu người dân ở trong Việt Nam. Một con người như vậy mà quý vị tin được, tôi không hiểu cái trình độ nhận thức của quý vị đến đâu. Tôi nói thật, có lẽ tôi nói những cái điều đó quý vị sẽ nói tôi là thằng con nít mà ngạo, mày là cái gì mà mình ngạo. Nhưng mà người ta nói là thuốc đắng dạ tật. Quý vị có thể bất đồng với tôi, đưa ra những cái lời lẽ tử tế, tôi có thể tranh luận với quý vị. Đừng có chơi cái trò mèo chụp mũ không ai sợ gì cả. Tôi là công dân Hoa Kỳ, đất nước Hoa Kỳ là đất nước của tôi, chứ không có phải cái bonsa là đất nước Hoa Kỳ, chứ không có phải là bonsa Cộng Hòa Quốc của những người đấu tranh chống cộng. Quý vị chỉ như rung cây nhắc khỉ thôi, hù những cái người yếu bóng vía thôi, chứ đừng có hòng mà hù tôi. Quý vị chụp mũ tôi về Việt Nam tôi chụp có cái hình phía sau đó có số có lá cờ đỏ sao vàng đó, thậm chí có ông Hiệu Hồ Chí Minh, thì quý vị làm gì tôi? Thứ nhất rằng là có kêu tôi là một cái thằng vô danh tiểu tốt, nó chẳng ảnh hưởng quý, những cái trò chụp mũ của quý vị chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả, mà làm tôi cười nữa là khác. Tôi có cái nghề nghiệp, tôi kinh doanh riêng của tôi làm việc với Mỹ. Tôi chưa bao giờ tôi ra ứng cử làm cộng đồng này cộng đồng nọ, dân biểu này dân biểu nọ để mà xin quý vị cái lá phiếu để quý vị chụp mũ tôi là cộng sản rồi quý vị không bầu cho tôi mất job. Quý vị chụp mũ lộn người rồi, lộn đối tượng rồi, tôi chỉ cười thôi. Nhưng mà tôi khuyên quý vị, đặc biệt là ông Ngô Kỷ, bỏ cái trò mèo đó đi. Ông đã vỗ ngực, ông là dân tộc, ông là chính nghĩa, thấy không? Thì ok, ông phải làm việc lớn đi, đừng có làm những cái việc trẻ con, nghe không Ngô Kỷ? Bây giờ tôi xin phân tích những cái nhận định của tôi về cá nhân ông Ngô Kỷ như thế này, để xem ông ta có thực sự là cái người đấu tranh, có thực sự là một cái người đang hy sinh 47 năm qua cho dân tộc Việt Nam, cho cộng đồng Việt Nam, cho người khác hay không. Thứ nhất, qua lời ông Ngô Kỷ thì ông ta có rất là nhiều may mắn. Ông ta được gia đình cho đi ăn học, là sinh viên một trường luật ở Sài Gòn cho đến năm 1975, và ông theo đoàn người di tản đến Mỹ vào năm 1975 trong cái lứa tuổi trên dưới 20. Ông có rất là nhiều may mắn hơn nhiều chục triệu giới trẻ Việt Nam, thậm chí như tôi. Khi cộng sản vào miền Nam, tôi nhớ là ngày 29 tháng 3 năm 1975 vào thành phố Đà Nẵng, tôi mới 12 tuổi, 11, 12 tuổi thôi. Sau đó tôi đi vượt biên một lần, bị bắt ở tù 3 năm. Sau khi ra tù thì ok, vài tháng sau tôi đi vượt biên và đến Hồng Kông, tôi cũng phải ở trại tị nạn mấy năm tôi mới được đến Mỹ. Có nghĩa rằng là cái thời gian trẻ để mà ăn mà học đó cho cái tương lai mình đó, tôi không có được như ông Ngô Kỷ. Tôi qua Mỹ, tôi ráng tôi đi học, vừa đi làm để giúp gia đình ở Việt Nam, còn lại ở Việt Nam. So với ông Ngô Kỷ tôi không có bằng. Nhưng mà tôi ngạc nhiên rằng là ông Ngô Kỷ từ năm 1975 cho đến bây giờ ông đang hưởng cái tiền SSI và hưởng cái tiền housing, có nghĩa là cái chương trình đó là chính phủ Hoa Kỳ giúp cho những người già không có income, không có thu nhập, trợ giúp tiền nhà cho họ là mấy chục năm, 40 mấy năm. Ông không làm, ông không có trách nhiệm với cá nhân ông. Một cái người còn rất là trẻ, được lứa tuổi 20 cho đến 30 40 năm, ông không có trách nhiệm với cá nhân ông thì ông làm sao mà ông có trách nhiệm với cộng đồng cho một cái dân tộc gồm 94 triệu người được, ông Ngô Kỷ?
chắc chắn rằng khi ông đến Mỹ á, ông am hiểu cái văn hóa Mỹ nhiều hơn tôi. Tôi mới đến sau này thôi. Thì ông biết cái văn hóa của người Mỹ là như thế nào. Họ rất là coi thường những cái người mà ăn trợ cấp xã hội, đặc biệt là những cái người mà đang mạnh khỏe như ông. Cái chương trình trợ cấp xã hội đó là một cái chương trình nhân đạo để giúp cho rất là nhiều người. Thứ nhất, những cái người mới hội nhập vào Hoa Kỳ, họ phải cần thời gian để hội nhập, cần thời gian để học tiếng Anh, cần thời gian để lấy bằng lái xe, cần thời gian để đi xin việc. Đó là cái chương trình welfare phúc lợi. Cái chương trình đó còn dùng cho tất cả những cái người mà họ đến đến Hoa Kỳ, đặc biệt là giống như là người Việt Nam của chúng ta, có nhiều chú nhiều bác con cái bảo lãnh qua, hoặc là quý chú bác qua diện HO thì cũng đã sức khỏe gần đứt xa trời rồi, không có làm việc được, thì chính phủ cho cái tiền đó, cho cái tiền welfare đó, cái trợ cấp an sinh xã hội đó. Nhưng mà từ năm 1975 cho đến gần đây thì ông Ngô Kỳ mạnh khỏe ào ào, cái miệng ông còn chửi người ta rất là khỏe đó, ông còn múa mọ rất là tốt. Nhưng mà tại vì sao ông hưởng cái tiền đó? Ông có thấy xấu hổ với chính cá nhân ông hay không? Trước tiên là cá nhân mình đã. Nhiều lúc ông phải nhìn những cái người xung quanh ông, những cái người bạn của ông á, khi ông thiếu họ đã từng bỏ tiền ra họ giúp ông, những cái người đã từng cho ông ở nhờ trong nhà, thì ông phải thấy xấu hổ, tại vì ông đâu có bệnh tật, ông có điên khùng, ông đâu có bị cái gì đâu. Ông là chỉ là những cái thằng lười đi làm, lười lao động, không chịu học một cái nghề gì. Tôi nói thật với ông Ngô Kỷ, tôi gom lại tất cả những cái lời chửi rủa thóa mạ của ông dành cho rất là nhiều người, tôi gom những cái lời đó, nó rất là phù hợp với cá nhân ông. Đúng ra những cái lời đó rồi dành cho ông, và có thể dùng những cái từ nặng hơn thế nữa để dành cho ông mới là xứng đáng, mới xứng đáng là con người của ông. Ông chửi người ta mà ông không có nhìn lại mình. Có một nhà cách mạng nào mà ok, có một nhà cách mạng nào mà ăn rồi là vô công rồi nghề, ăn bám vào xã hội mà đi muốn làm việc cho một cái quốc gia gồm 94 triệu người ở nửa vòng quả đất hay không? Ai ông cũng chê cả. Giống như khi tôi lên tiếng về ông thì ông cũng mỉa mai tôi là cái thằng vô học, là cái thằng chỉ biết chạy xe trúc, chỉ có cái bằng qua Mỹ vậy mà chỉ có cái bằng lái xe. Ông mỉa mai tôi cơ mà. Tôi không có xấu hổ cái điều đó. Tôi chả hề xấu hổ. Tại vì cái nghề của tôi cực thật. Nhưng tôi ai cũng biết là ok, vì cực vậy mà cái thu nhập của tôi hơn lương kỹ sư rất là nhiều. Và khi ông mỉa mai tôi cái điều đó, tôi lại cười. Tại vì ông mỉa mai người khác mà ông đâu có nghĩ lại là mấy chục năm ông đang ăn bám vào cái tiền thuế của những cái người đi lao động như tôi. Ông thừa biết cái xã hội Hoa Kỳ này là một cái xã hội người ta hạnh diện khi con cái họ 14, 15 tuổi đang đi học trung học, đã biết xin những cái công việc ngoài giờ ở những cái chợ, ở những cái tiệm bán fast food. Họ hạnh diện, họ chia sẻ với, họ khoe khoang với nhau: ồ, con tao bây giờ nó đã biết, nó đang đến, nó đi làm McDonald's, nó đi làm ở cái chợ Ralph hoặc là cái chợ Vôn. Ông thừa biết cái điều đó. Nếu mà cha mẹ ông còn sống ở đây thì cha mẹ ông hạnh diện cái gì về ông Ngô Kỷ? Một cái người có điều kiện đến Mỹ rất là sớm, vào lứa tuổi 20, ở miết cho đến bây giờ cái tuổi xế chiều rồi, dựa vào cái tiền trợ cấp xã hội của những cái người là già, là cái chương trình SSI, xin hâu xin. Cha mẹ ông hạnh diện gì về ông? Anh em ông hạnh diện gì về ông Ngô Kỷ? Bởi vậy tôi thấy ông những cái điều ông chửi người khác á, tôi thấy rất xấu hổ giùm cho ông. Tôi nói thật, ông nhìn lại đi, ông có bao giờ ông xem lại những cái thước video, những cái phút video
ở cái chương trình này chương trình nọ, ông phùng mang trợn má, ông phun nước miếng ra, ông chửi người ta đến phun nước miếng hay không ông Ngô Kỷ. Thậm chí trong những người ông chửi là có những cái người thương hoàn cảnh ông, họ đưa ông về tá túc ở nhà họ. Rồi cuối cùng vì những cái người đó không có làm theo cái cách của ông thì ông chửi người ta, tội cha mi ông nội mi mày, trong khi những cái người đó không phải là con nít, thậm chí họ là con nít nhỏ tuổi hơn ông á, thì ông cũng không có nên chửi người ta như vậy. Tại vì ông một con người không có nhân bản, ông là một cái người không có nhân bản, không có đạo đức, mà lúc nào cũng 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 khoác lên người hai cái chữ đó. Chỉ có những cái người mà ok chị lợi dụng biết ăn rồi khoác cái lớp cờ vàng, tôi nói thật ông á, ông chính là cái kẻ ăn bám vào quá khứ, ông vay mượn cái biểu tượng của Việt Nam Cộng Hòa lớp cờ vàng ba sọc đỏ khoác lên người đông để cho phép ông để chửi bất cứ ai. Chứ cái tư cách của ông ok nó làm sao xứng đáng với cái biểu tượng đó. Cái tư cách của ông, cái việc làm của ông chính là làm nhục cho những cái người đã cầm sống, những cái người đã hy sinh một phần thân thể cho cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa đó, ông Ngô Kỷ. Tôi khuyên ông Ngô Kỷ, ông bây giờ ok dù sao ông cũng đã là 65 67 tuổi rồi, tôi đoán không lầm, tại vì ông mới xin được cái chương trình SSI và cái housing gần đây thôi, và cũng xin chia sẻ cái vấn đề cái tiền SSI với cái tiền già nó khác nhau quý vị. Có nhiều người không nói SSI, cứ lầm lẫn rằng là cái tiền già là cái tiền hưu. No, cái tiền hưu là dành cho những cái người đi đóng thuế, đi làm và đóng thuế. Ông Ngô Kỷ chơi đi làm chơi đóng thuế ngày nào thì ông có bao giờ hưởng được cái tiền hưu. Ông Ngô Kỷ hưởng được cái tiền như là trước đây tất cả những cái người nào đến Mỹ trong cái lứa tuổi 65, 67 thì tức khắc apply, tức là xin cái tiền đó, cái tiền SI là gọi là tiền già thì chính phủ cho ngay. Nhưng mà số người đó càng ngày càng đông nên gần đây thì chính phủ Hoa Kỳ họ hạn chế bằng cách là cái người nào 65 hoặc 67 tuổi mà có quốc tịch họ mới cho, hoặc những cái người có quốc tịch nhưng mà ở Mỹ 15 năm trở lên trong cái độ tuổi đó thì họ mới cho hưởng cái tiền là SSI đó. Bởi vậy ông Ngô Kỷ không có phải cái tiền ông Ngô Kỷ là cái tiền, mặc dù ông ở 40 mấy năm nhưng mà cái tiền ông cũng giống như là những cái người mới qua đây thôi. Cách đây khoảng 10 15 năm là những cái người mới qua tự động 65 tuổi là mà xin thì chính phủ họ cho thôi. Đó quý vị, đó có người ông Ngô Kỷ như vậy đó quý vị. Thì chúng ta thử hỏi là chính ngay cá nhân của ông Ngô Kỷ, ông không có trách nhiệm với cá nhân ông. Thì làm sao mà ông có trách nhiệm với cộng đồng? Làm sao ông có trách nhiệm với dân tộc 94 triệu người dân trong Việt Nam? Cá nhân mình không có biết nhìn lại chính mình để xấu hổ cho chính mình thì làm sao ok, làm sao mà kêu người đó là nhân sĩ được. Quý vị có tin cái người đó là một cái người người đấu tranh thực sự cho 64 triệu 94 triệu người dân Việt Nam không? Nói về những cái lời lên tiếng của ông Ngô Kỷ trước đây, ông hô hào lật đổ cộng sản. Tôi khuyên ông Ngô Kỷ đừng có xúi con nít ăn cứt gà. Cá nhân ông chưa lo được thì làm sao ông xúi người ta, lỡ một cái người nào ở trong Việt Nam nghe lời ông lật đổ cộng sản, họ bị tù thì vợ con họ ai nuôi? Ông Ngô Kỷ, ông còn cái tiền trợ cấp xã hội ở bên đó ok, người ta không có tiền trợ cấp xã hội đâu thì ai nuôi? Hay là nếu mà ông muốn về Việt Nam để lật đổ, tôi bảo đảm, tôi xin hứa với ông, tôi không có tiền mua cho ông một cái vé business class, nhưng mà tôi sẽ mua cho ông cái vé hạng nhất. Tôi không có mua cái hạng economy là cái hạng rẻ tiền đâu, để ông về bên đó ông lật đổ. Trước khi ông xúi người ta ăn cứt gà đó thì ông nên ăn cứt gà trước, để người ta ok, người ta thấy ông ăn ngon thì người ta ăn theo. Tôi nói cái lời đó đó, ai chụp mũ tôi thì chụp mũ. Hãy thực tế đi, đừng có xúi con nít ăn cứt gà.
một quý trước khi quý vị xúi á, thì quý vị ăn cứt trước đi, ăn cứt gà trước thì người ta sẽ ăn theo nếu mà họ muốn. Chứ đừng có ở trong một cái pháo đài mà được bảo vệ như Hoa Kỳ, ngồi trong cái một cái phòng, ok, một cái phòng ngủ êm ấm, trong một phòng khách êm ấm, rồi cái xúi dọc những cái người ở trong Việt Nam đấu tranh cho đã, vợ con họ, cá nhân họ đi tù á, rồi bắt đầu quý vị chơi cái lờ. Trong những cái bức hình ông Ngô Kỷ cố tình chụp mũ tôi là cộng sản, đối với tôi nó cái điều đó nó rất là trẻ con, đó chỉ là cái trò mèo thôi. Mà tôi không có ngờ một cái người vỗ ngực ta đây là cái người chống cộng suốt 40 mấy năm trời lại làm những cái chuyện nhỏ nhoi con nít và trò mèo như thế. Tôi livestream đây thì ai cũng biết rồi, những cái người bên Việt Vision họ copy về, họ lấy cái clip tôi về, họ chiếu bên đó. Ông Ngô Kỷ mò qua, tìm tòi ăn rồi mò vào những cái tờ báo của gọi là báo cộng sản hoặc là những cái website của cộng sản, chụp lại đưa lên để ok để mà chụp mũ tôi là cộng sản. Thứ nhất là tôi không có sợ, như là tôi nói rồi là tôi không có sợ ai chụp mũ cả. Nhưng mà cái điều đó chính ông Ngô Kỷ đang lường gạt những cái người đang tin ông. Những cái người hà dúa theo thì tin Ngô Kỷ, ô đúng rồi, thằng này nó về, nó đã có cái sự liên kết với tụi cộng sản bên Việt Nam á, ok, qua cái đài, cái chương trình Việt Vision rồi. Có phải là ông đang lường gạt những cái người tin ông hay không? Những cái người ông đang lường gạt, những cái chiến hữu của ông đó, ông Ngô Kỷ đó, những cái người làm việc lớn như ông á mà lại đi lường gạt những cái chiến hữu của mình thì ông có xứng đáng hay không? Tôi đâu có sợ cái trò chụp mũ. Tôi tưởng ông, sự thật á, bấy lâu nay tôi cứ tưởng ông làm những cái việc gì nó lớn hơn chứ, lớn hơn cái trò mèo đó vậy. Té ra rồi ông cộng chừng đó thôi, ông chỉ biết chửi và làm cái trò mèo đó thôi. Cách gần đây, cách đây mấy ngày thì có những cái người bạn của tôi gọi inbox nói cho tôi biết là họ ngạc nhiên, tại vì tôi có những cái người bạn nói nôm na, tôi nói thẳng lo luôn, đó là bạn anh sao vậy, đó là cái người có cái nickname là Đức Huy Vũ ở San Jose. Trước đây chúng tôi rất là thân với nhau trong cái lĩnh vực đùa giỡn với nhau, nhưng mà khi mà tôi chơi đó tôi vẫn có cái sự khác biệt, chứ không phải là không có, tôi chỉ dung hòa tôi chơi thôi. Thì những cái người đó nói thì tôi cười tại vì trước đây tôi biết rồi, tại vì cái tính tôi tính thẳng, mà tính họ thì thủ đoạn, biết không, tính họ thì thủ đoạn thì tôi biết rồi. Thì nói, bởi vậy trong thời gian chơi nhau tôi tránh, rất là tránh đề cập cái vấn đề chính trị lắm, tôi chỉ đùa giỡn tấu tếu với nhau vậy thôi, tôi dung hòa với nhau, tôi nghĩ rằng là bạn bè đứa này thì có tính này, đứa nọ có tính nọ, biết không. Nhưng mà ngày hôm nay tôi mừng, tại vì ok, mình lánh xa được những cái gần gũi những cái người bạn như vậy á, thì đó là cái điều tốt cho mình. Qua cái vấn đề này á, tôi khuyên quý anh chị chơi bạn nên chớ tin bạn, tại vì có những cái người bạn họ sẽ sẵn sàng đâm sau lưng quý vị. Tôi về nhân vật này á, thì sự thật với tôi thì tôi không có mất giờ làm gì, tại vì họ đâu có tiếng nói gì đâu mà tôi phải quan tâm. Tôi với họ như nhau, tôi cũng là một cái thằng vô danh tiểu tốt, và họ cũng vậy, cái bạn ấy cũng vậy, cũng vô danh tiểu tốt thôi. Thì tôi không có quan trọng lắm đâu. Nhưng mà tôi cũng hơi thất vọng những cái người đó, tại vì tôi khi chơi với nhau tôi cũng đã nói rằng là ok, tôi có cái gì không đồng ý, chơi với nhau không có gì đồng ý cứ nói, cứ nói không có nghĩa rằng là cắt xén những cái lời của người khác. Và tôi không có đồng ý cái sự cắt xén đó. Tôi về ok, tôi khen cái mức sống của người dân ở Sài Gòn, ở Đà Nẵng, những cái nơi tôi đi qua tôi treo rõ ràng. Nhưng mà cắt xén hết, họ chỉ khai thác một hai chữ rồi bắt đầu chụp mũ, thì tôi cũng cười thôi, tôi cho đó là cái trò mèo, biết không. Tôi đâu có sợ thằng nào đâu, từ năm 12 tuổi đến giờ tôi bao giờ tôi sợ ai cả, cái gì tôi nói thì tôi làm.
Riêng đối với ông Ngô Kỷ, tôi khuyên ông Ngô Kỷ, ông bây giờ cũng đã 60 mấy tuổi rồi, tu bớt cái mọ lại đi, tu thân lại đi, đừng có mua mọ nữa. Những cái người khác lầm ông, cho tôi và các bạn tôi ở Little Sài Gòn không có lầm ông đâu. Ông mà quốc gia đại cuộc cái gì? Chính cá nhân ông đó mà ông còn lo chưa xong mà quốc gia đại cuộc. Chính cá nhân của ông, bản thân ông mà ông chưa có trách nhiệm với cá nhân ông mà ông quốc gia đại cuộc cái gì? Ông chỉ đấu tranh, phải nói luôn là ông đấu tranh vì cái miếng ăn, lười đi làm, đấu tranh để kiếm tiền, nhất là những cái mùa bầu cử, binh cái phe này, triệt cái phe kia, họ đưa tiền dưới gầm bàn để cho ông sinh sống, ông có tiền cà phê cà pháo. Chứ cái tiền của ông á, ok tôi đoán không có nhầm á, là khoảng 900 bạc à. Rồi cái tiền housing á, chính phủ trợ giúp, ông phải trả cái tiền housing đó 200 rồi, hoặc là 300, ok. Còn 500, 600 thì làm sao ông xài, ông tiền xăng đâu, tiền ăn, tiền cà phê đâu ông đây buổi sáng. Cái tiền ông đấu tranh á, phe này á, đưa tiền nhiều thì ông đâu theo sẽ theo phe này, triệt hạ phe kia. Ông sống như vậy 40 mấy năm rồi. Tôi không có là cái gì cả ông Ngô Kỷ, một thằng vô danh tiểu tốt. Nhưng mà tôi dám nói với ông á, ngày hôm nay tôi sẽ theo dõi tất cả những cái việc làm của ông. Tôi đợi những cái sơ hở của ông. Ông có những cái sơ hở gì tôi sẽ lên tiếng. Cái Lido Sài Gòn này á, bất cứ cá nhân nào lên tiếng về tôi không có sợ, tôi sẽ ăn thua đến cùng. Tôi thằng vô danh tiểu tốt thật, nhưng mà tôi ăn thua đến cùng. Rồi ông đưa cái hình đó là ok, cái ở cái quán cà phê Gypsy, cái dịp nào đó tôi đi uống cà phê với bạn tôi thì gặp ông ở đó, thì ông đưa lên, ông làm kiểu như là tôi là ông đang là cái người làm cách mạng, kêu gọi cái cuộc cách mạng hoa sen, cầm cái nhành cái hoa bằng bằng nhựa to tổ bố chụp hình. Bạn tôi nó cười, nó nói ông Ngô Kỵ này mình đâu có muốn chụp, ông mời mình chụp thì mình cũng nể nang ông, mình chụp thấy ông mặc cái áo chim cò màu mè như cải lương thì chụp cho vui. Bây giờ là ông lại dùng cái hình đó để mà ông chụp mũ rằng là ủng hộ. Sự thật ông có cái gì tôi ủng hộ? Cái cuộc cách mạng của ông, cái cách mạng hoa sen là tôi nghe cái miệng ông nói ở ngay cái quán cà phê Gypsy đó thôi, cho tôi đã thấy nó tròn nó méo ở bên ngoài ra sao đâu mà tôi ủng hộ với không ủng hộ. Ông nhìn lại đi, ông có đừng có nghĩ rằng á, là cái gì ông làm nó còn to như ông trời vậy. Ông đưa ra cái cách mạng hoa sen của ông đến đâu rồi mà ông đưa cái hình đó nói tôi ủng hộ? Sự thật đó tôi nói cho ông nghe nè, anh em chúng tôi cái giới báo chí ngồi ở cà phê Gypsy đó, họ ngồi với nhau á, có những cái người á, có ông đó là họ không có ngồi đó đó, họ gọi cho tôi đi qua cái quán khác ở đầu, ở phía phía đầu đường đó. Tôi không có muốn nói tên nhân vật đó ra, cái người đó cũng là một cái người kỳ cựu trong cái làng truyền thống ở hải ngoại, chứ không phải là ai cũng ưa thích ông đâu, không phải anh em ai ngồi đó cũng ưa thích ông đâu, đều ok họ muốn dung hòa. Thấy ông ngồi mình đó, ông xà tới thì ông lệ ok kéo cho ông một cái ghế để ông ngồi. Nó nói thật, ông nhìn lại đi, đâu có phải ai tới chào ông gọi là tròng vòng ông đâu ông Ngô Kỷ. Bởi vậy cái hôm đó là ông coi cách ăn mặc ông sao, sự thật các tôi chụp hình với ông á, tôi thấy mắc cỡ luôn đó. Đàn bà không ra đàn bà, đàn ông cũng ra đàn ông. Đàn ông gì 60 mấy tuổi rồi chơi cái cà vạt tím, khi thì cái áo dài tím bằng hoa cà, cái áo cái quần thì miếng xanh miếng đỏ miếng tím. Tôi nói thật ông coi lại cái cách ăn mặc của ông đấy, ở Bonsa này ai cũng biết ông Doctor Yêu cả, mà ông Doctor Yêu mặc đồ còn đẹp hơn ông rất là nhiều, phong cách hơn ông rất là nhiều, phục sức sao nam cho ra nam, đàn ông cho ra ông, thằng cho ra thằng, ông Ngô Kỷ.
cách ăn mặc của ông, đàn bà không ra đàn bà, đàn ông không ra đàn ông, thằng không ra thằng, ông không ra ông, cải lương không ra cải lương, mà tân nhạc không ra tân nhạc. Tôi không nói thôi, tôi nói thẳng á, thật thật á, tôi đang nói đây những cái người bạn trong từng ngồi với ông là họ đang cười đó, tại vì tôi nói đúng quá, và anh em chúng tôi xì xào vậy đó, chứ không phải là bởi vì hôm nay tôi mới nói đâu. Và không phải là tôi muốn hạ nhục đâu, tôi nói lần này á, tại vì cái tính ông tôi biết là ông rất là ông tự PR ông quá cao, nên tôi phải nói là nhiều lúc á phải tắt tai ông mới tỉnh. Và chính ngày hôm nay tôi nói những cái điều này không có ý để sỉ nhục ông, mà nhiều lúc nói cho ông đau để ông nhìn lại cá nhân ông, may ra ông tu tỉnh bớt, biết không, ông biết nhìn lại mình để ông tu tỉnh cái bản thân, sống sao cho nó xứng đáng. Đấu tranh ok thì đấu tranh, đừng có hỗn láo, đừng có mất dạy chửi người khác như vậy. Tôi nói thật á, ba ông chết rồi, ba ông mà còn sống á, ba ông mà nghe ông lên mở cái đài mà nghe thằng con mình nó chửi tội cha mấy Phan Kỳ Nhân, tội cha mấy thằng này thằng nọ, thì ba ông nghĩ sao, có xấu hổ với thằng con mình hay không? Xấu hổ chứ. Không có một cái người cha nào mà hạnh diện có thằng con mức dạy như vậy. Đó là tôi góp ý với ông. Còn muốn sỉ nhục ông á, tôi có nhiều cách để sỉ nhục ông lắm. Ông non lắm. Mặc dù ông vỗ ngực á, là mẹ ông đấu tranh chính trị thế này thế nọ 42 năm. Đối với tôi ông rất là non. Tôi nói thật ông ấy. Tôi nói thật, ông con người tôi mà tôi thủ đoạn là chưa ai thủ đoạn bằng tôi. Và đều tôi không thủ đoạn thôi. Cái phần ông Ngô Kỷ tôi không muốn nói nhiều, tại vì tôi muốn một lần, tại vì tôi muốn rị rả tôi nói. Tôi muốn rị rả tôi nói, tại vì ông Ngô Kỷ, tôi đợi ông Ngô Kỷ phản ứng làm những cái trò mèo thì tôi sẽ nói tiếp. Nên hôm nay tôi nói chừng này được rồi. Và cái clip sau á, tôi sẽ nói có thể ngày mai, có thể ngày mốt. Tôi sẽ dừng xe lại và tôi nói về đề tài tới, là cái đề tài là tôi giải mã, là tôi xin trộm cái chữ giải mã của cái giới truyền thông ở bên xa này, nói về những cái người, những cái cá nhân khoác, tức là ăn bày dị vạn đó, khoác cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, khoác những cái hình tượng của Việt Nam Cộng Hòa trước đây, tạo cho mình cái vỏ bọc đấu tranh chống cộng. Nhưng mà cái mục đích họ là, đó là cái kế sinh nhai, đó là cái kế sinh nhai thôi. Tôi sẽ nói ra, tôi sẽ bạch hóa tất cả những cái trò mèo của họ, để cho quý vị nhận định họ là cái người đấu tranh hay là cái người gì. Cuối cùng thì tôi xin cảm ơn quý anh chị, quý vị đã theo dõi cái livestream này. Tôi nói không có hay, cái giọng Huế của tôi nó trọ trẻ, nó khó nghe, và tôi ít khi mà chia sẻ public, tức là lại làm livestream, nên đương nhiên thì tôi không nói chuyện, nó không có thông suốt về chữ nghĩa. Nhưng mà quý vị đã cố gắng lắng nghe thì đó là một cái điều làm tôi rất là vui, và xin cảm ơn quý vị cái vấn đề này. Và tôi xin quý anh chị, tức là tôi không có care đỏ hay vàng hay là hường hường hoặc là đen là trắng, ai muốn share cái clip của tôi cũng được, tại vì tôi không có vàng, tôi không có đỏ, tôi không đấu tranh. Nếu tôi đối lập thì tôi chỉ đối lập với tất cả những cái trò mèo, tôi đối lập tất cả những cái sự không trung thực, tôi đối lập với những cái sự giả dối của bất cứ phe nào thôi. Tôi không làm chính trị, thì bởi vậy ai share cũng được cả. Nhưng mà xin quý vị nếu share thì đừng có cắt đoạn ra, tại vì khi cắt đoạn, quý vị cắt đoạn ra thì cái câu chuyện
không còn là cái câu chuyện của tôi nói đến vấn đề gì nữa. Mong rằng quý vị trân trọng cái điều đó của tôi. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn quý vị.